chợ. Ủa nít đâu? Hả? Ủa là sao? Không có bàn. Có bàn rồi, nít nó lên trước rồi. À. Mang phong cách rất là Trung Hoa. Đèn trong thang máy chuẩn bị ra đó. Đưa menu qua đây coi coi. Chưa 7 món rồi nhưng mà. Ôi 7 món hả hả? Hai người coi thì cũng chưa thể hiện. Bình thường hai đứa là đã. Ờ nhiều quá rồi. Em kêu. Anh uống gì trà đá. Trà đá. Rồi. Hello bạn. Chuyện là đang chụp cho bạn cái menu nhưng mà theo quy định của ở đây thì không được chụp menu. Cho nên chắc cái này phải lên mạng tham khảo sao ha. Cái món này là món gì ạ? Cái này là sườn non chân gà. Cái gì? Sườn non hấp tàu xì, chân gà hấp tàu xì. Sườn non với là chân gà. Chân sườn non hấp dẫn. Sao gừng mì có cái gì không? Sao đứa nào đi nghe là cái chân gà hả? Chân gà hầm cái gì quên rồi. Có ai trả lời không? Tàu xì. Tàu xì hả? Kỳ này bạn đã đổi, bạn thay đổi rồi Ngọc. Bao nhiêu? Chuyện là cũng mới vừa hỏi một bạn ăn gọi là ăn thâm niên ăn lâu năm ở đây, khi mà ăn đồ người Hoa thì có cái tiếp hay là cái quy trình gì hay phục mát gì hay không, thì bạn ấy nói rất là dễ, cái bỏ miệng ăn thôi chứ không có quy trình gì hết trơn trời. Rất là duyên đó, chia sẻ từ bạn nít. Cẩn thận lộn giữa nước tương với giấm. Các bạn ơi, hãy lộn giữa nước tương với giấm. Cái này là bánh xếp. Bánh xếp. Còn bên kia là cải ngọt. Cải mồng hả? Cải ngồng chứ lộn. Cải ngồng. Rồi bánh xếp và cải ngồng. Ủa, cái ăn cái sườn này ha. Mình sẽ ăn cái miếng sườn này chứ. Khó nghi ngút. Em ơi. Tiền in đúng chính xác, trời ơi, nó ngon một cách thoát tục. Cái sườn á hơi làm rất là mềm ngọt, có vừa ăn thôi cưng à, có thể cắn à, hút tẩy trong cẩu luôn. Rất ngon. Ủa cái này đây là chân gà hấp tàu xì đó. Có hỏi tàu xì là cái gì nhưng mà được cho biết là giống như là nước tương vậy đó. Nói vậy thôi chứ biết phải không nó mới nói ra mà. Cũng rất là mềm. Xương là hả, có thể nhai đụng luôn nè ha, nhai đụng luôn. Đây là cải ngồng, ngồng màu gì đó, đại loại là nhìn nó khá giống cải ngọt. Giòn, ngọt hơn nhiều. Đây là món sò điệp hát cảo. Cái này đâu phải sò điệp đâu này. Này hả? Này là gì? Há cảo đúng không? Há cảo nhân sò đẹp. Há cảo nhân sò đẹp. Đây là còn cái xíu mại. Đây là bánh xếp. Nếu như bánh xếp bình thường ở ngoài thì anh cũng rất là ít ăn. Nhưng mà bánh xếp ở đây rất là ngon. Cực kỳ ngon. Ngon giả mẹ. Há cảo sò đẹp. Nó vẫn ngon.
Nói chung là cái món nào ở đây cũng khá là ngon. Ngon chưa tối.